Mở mắt ra. Mở mắt lên. Giờ ra tu hen. Ra tu hen. Mất sự ôi ra tu, sẽ ra cả tế phật ra tu. Ra tu nè, các con nè. Bố đưa ra đâu, thả tao ra. Tu không? Thả tao ra. Tu không? Tôi muốn tu mà sao tôi ra đây rồi. Rồi tu mô Phật. Mô Phật. Mô Phật nó mô gì Phật. Rồi, nó ra rồi đó. Rồi, 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 nó mô Phật nè. Rồi, ngồi dậy, bước ra đây ra, mà đậu cho ra đi tu. Rồi, ra tu ha. Bố đưa bây sức ra cả tế phật sắp ra ta. Bước ra đi tu. Bước ra đi tu, một Phật để tay ra. Để tay ra. Con có muốn hại nó đâu, con muốn nó làm gì nó đâu. Ờ, nhưng mà con không mở được sát trần. Sát này sát trần, con không được bám cho nó. Sao con... ra đây nè, bây giờ sao ra. Rồi, bà nấu đứa ra. Ha, một Phật đây bà nấu đứa ra nè. Nấu đứa ra nè. Nấu đứa con ra. Ra ngoài đó lạnh bánh, lạnh kẹo ăn đi tu. Ngày mai cúng trả lễ. Ba bộ đồ quần áo nam. Một khăn rằn, một non lá. Giấy tiền đàn bạc đầy đủ, hai lượng vàng. Cắt cho ra đi tu. Bắt đầu đưa con ra nè. Bớ tay ra đằng đi tu. Ra. Ừ. 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 Cúi đầu xuống. Cúi nữa. Tu. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Mô Phật, Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Hú bà Hồng chính vía, nó tên gì? Đạt. Mở mắt ra coi Đạt. Nguyễn Đạt. 30 tuổi rồi ơi. Ừ, rồi rồi. Hú bà Hồng chính vía Đạt á, rồi. Thả cho nó đi tu rồi đó. Biết ai đây không? Ngước mặt lên coi. Biết ai đây không? Nhìn chung quanh coi có quen ai không? Bạn con. Hả? Bạn con. Bạn con là ai đâu chỉ kìa. Bạn đâu? Có nào bạn đó không? Phải bạn đó không? Phải tụi con bạn đó không? À. Thấy áo bạn vô gọi điện thoại. Rồi. Thấy thương lắm, ráng đi tu đi. Rồi ngày mai cũng trả lễ cho cái dông này nha. Ba bộ quần áo nam. Một cái nón lá, một khăn rằn. Khăn rằn bằng vải sọc trắng, sọc đen á. Mô Phật. Rồi, sao giờ ra chưa? Hai con còn đây. Nó còn trong người con cái gì đó, nó không có muốn con, nó không có hại con cũng nó con giống như nó, con không làm gì. Không làm cũng được. Sát ta sát trần. Con không có được. Sao con ra đây nè. Rồi con ra cho ra, bà nội cho ra mà, bước xuống đây ngồi đây đi. Cho nó xuống đất nè, cho nó ra cửa nè. Đi xuống đất đi. Cho ra, nó muốn đi tu rồi. Nè, ra đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống tại đây được rồi. Ngồi xuống đi con. Để đây phun đàm cái hả? A di đà đô bà tỳ, a di đà đa đất đam bà tỳ, a di đà đa tỳ ca lăng đế, a di đà đa tỳ ca lăng đa, và di nị và đà na, chí đa ca lệ ta bà ha. Khum đầu xuống siêu thác. Nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa già tha, a di đà đô bà tỳ, a di đà đa đất đam bà tỳ, a di đà đa tỳ ca lăng đế, a di đà đa tỳ ca lăng đa. Và di nị và đa na chí đa ca lệ ta bà ha ha. Mô Phật cha sa pa sa ca si pa sa on si pa chưa ra con chưa ra po si ko a se se ta ra coi ti sa pra ti pa sa ko ti po sa ko ti pa sa ka ala ka ti pa sa on na ka le ka ti pa sa rồi nhảy ra rồi. Rượu đâu? Rượu.
Dạ xả ra rồi đó. Nè. Đừng có rịnh rịnh với nó. Nó làm gì? Ra rồi. Đạt. Khỏe chưa? Cũng vậy là sao? Bình thường như nãy là có cái phần đó còn phải không? Con biết nó còn đó. Mà con biết ai heo con rồi, nó cũng vậy hoài đó. Dạ, cũng vậy hoài phải không? Giờ chịu ra không? Chịu ra bà nội cho con ra. Đưa cho nước đi. Quá trời khủng khiếp. Khủng khiếp. Còn cái phần này đang làm việc đây, nó lên quậy. Lát nữa bà nội quánh á, không nghe là bà nội quánh tối cái đầu lại. Này dòng hay sao nội? Này hả? Dòng. Dòng. Con nữ nam nội? Nam. Nhẹ, nhẹ chân chưa con? Nhẹ chưa? Cái chân nhẹ chưa? Nghe trong người con nhẹ chưa? Nhẹ nhiều lắm hả? Từ đâu tới đâu còn nặng, chị nói bà nội, đằng nội xả ra hết. Từ đâu? Đây hả? Dùm hai cái chân lại, dùm hai chân lại. Sao lại mẹ? Ở ngoài bán gì? Ở giấy ghi nhiều quá để không nhớ rồi bán không quên. Đi nước nhiều nè, nó bị nó vô nè. Chị mà nói nghe chị nghe được nó nghe nghe mà nghe nè có chị chia chị thêm kiếm cái đồ lau nhà coi nhà có rồi có bằng chân cái nhẹ chưa giờ con khỏe chưa trong người con nhẹ nhàng chưa khỏe là phải không hai chân nhẹ chưa nhé hả à? Giờ cảm giác trong người con thấy sao rồi đỏ rồi ngầu dậy cái thằng này nó là ác quỷ đó ác quỷ Dracula nó giữ trời đâm cái thằng đó đó cái thằng nhập á ác quỷ Dracula đó nó phải đơn giản đâu nó muốn ăn thịt người có tâm nó đưa trong tâm con điều khiển con gặp nào cũng đâm chém nhưng thấy chưa ác quỷ Dracula mà trời trời đi, con đi như con gặp ai con biết nữa là con đâm con chém mà ác quỷ Dracula đó nãy nào nó dữ dằn lắm dữ dằn lắm hồi nãy ngông nó không có ai coi ai ra vậy chứ giờ hết rồi phải không sẽ hết à rồi rồi để bà nội làm cho một cái phép nữa uống nè uống liền vô nè bởi vậy nó ôm cho nó xách đè xách lét bao tử nó cũng muốn rồi giờ văn tin ra rồi cưới vợ hả nội không có coi tay đâu không con muốn cưới vợ muốn cưới vợ nghèo giờ được bao nhiêu cây vàng thiệt nào nghe hai bên con gì nè hai bên con tính cha mẹ nó cũng tính rồi mà cưới vợ thì cưới là hỏi trước hai bên này kia con tuổi gì con tuổi mùi 2003 rồi sang năm con cưới vợ tốt lắm 13/6 sang năm cưới nó nói với con gán chào nó 2-3 năm nữa rồi. Sang năm con cưới vợ là tốt á năm hai năm mèo á nhá năm mèo á là cưới vợ là ok đó mà ăn giàu lắm nha nào nói vậy có tin không tin chứ
sang năm ok ha, tốt ha. Giờ ráng chịu đựng đi, Tết còn mấy ngày nữa Tết à. Từ từ mần có tiền đi làm đám cưới. Mày nôn nao quá khổ cho bà mẹ mày, không có tiền không có vàng sao đi cưới vợ. Cho ông Trinh lá bùa đang đi heo ghe cho nó. Cái này không phải là bùa, cái phép của bà nội chứ, đây đâu phải bùa đâu. Phép à? Ừ. Cho giữ phép bên tiên, mình. Phép tiên của bà nội đó. Cho giữ bên mình, đặng cho con đừng có nóng nảy này kia. Bắt nó ra rồi. Nó gành lắm.